Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay đây mình có vừa hạ cấp xong một chiếc iPhone 4S này về iOS 6 đây. Và hôm nay mình sẽ thử vòng vạch xem là iOS 6 quay về đồ cổ ngày xưa cho nó có những cái gì hot nhé. Mình thì vừa hạ cấp xong nhé. Và bây giờ mình sẽ lắp SIM vào để kích hoạt máy. Đây, iPhone 4S mình vừa hạ xong. Nhiều bạn cứ hỏi mình là hạ về được, mình thấy hầu như con nào mình thấy hạ được. Nhiều các bạn không thấy hạ được, mình nghe là khó thắc mắc, không hiểu tại sao. Hay là mình hên xui gặp toàn con đời dưới 2014 kìa. Đấy nhá, mình vừa hạ xong, màn hơi tối, mình vào trong sáng lên. Mình sẽ mở rất nhanh, rất mượt nhé. Các bạn đấy, rất mượt. Mình chỉ cần được wifi xem cái loại nồi đồng cối đá ngày xưa giống như nào ấy. Em không biết. Biết. Mình kết nối. Vâng, mình đã kết nối xong rồi. Xem đấy, quên mình chọn tiếng Anh. Đấy. Vâng, như vậy mình đã kết nối thành công nhé. Xem này, mình vào sẽ tăng đội hình độ sáng lên. Mình sẽ chọn tiếng Anh, tiếng Việt cho nó dễ. Tại vì tiếng Anh thì mình không dành được lắm. Xem cái độ nhanh của nó như thế này. Mãi mới tìm tiếng Việt. Đấy, mình đang đổi tiếng Việt. Hôm nay mình sẽ vọc vạch con này xem iOS 6 nhanh nhất. Cho màn đổ sáng. Vâng. Đây các bạn nhé, mình đã cho sáng đổ sáng hết cỡ lên nhé. Rất là sướng nhé. Nghe gọi phê nhé. Đấy. Đấy. Mình có chín hay không? Đấy. iOS 6 rất nhanh nhé. Đấy. Rất nhanh nhé. Vào camera này. Camera rất nét. Đấy, rất nhanh. Đấy. Mình thấy iOS 6 đấy nhiều tính năng rất hay. Và mình sẽ thải thử một ứng dụng về xem là có tải và xài ok không nhé. Mình sẽ cho cái về ngôn ngữ vùng về vùng Việt Nam cho nó dễ. Nếu mà về iOS 6 thì các bạn chỉ nên để nghe gọi là chuẩn nhất. Rút sạch. Đấy, như vậy thì mình đã vọc vạch xong một chiếc 4S mã iOS 6 nhé. Đấy. Còn sản phẩm đến nay thì nhà mình còn một con nhé. Các bạn nào muốn mua thì có thể là liên hệ cho mình. À, mình còn một con màu đen nữa nhé. Bạn nào mua có thể liên hệ cho mình nhé. Đấy.
mình sẽ cũng bán luôn nó. Và chắc là mình cũng dừng clip ở đây. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh, ủng hộ kênh giúp mình nhé. Xin chào tất cả các bạn ạ. Này rất khá đẹp.